Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3, sách kết nối tri thức với cuộc sống qua sách và bài tập. Bài 10, bảng nhân 7, bảng chia 7, tiết 2. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1. Các em điền số tích hợp vào mỗi ô trống. Câu E. Rồi câu E. Bắt đầu từ số đầu tiên là 7. Các em đếm thêm 7. Ta được số 14. 14 đếm thêm 7 thì ta được số 21. 21 cộng 7 bằng 28. 28 cộng 7 bằng 35. 35 cộng 7 bằng 42. 42 cộng 7 bằng 49. 49 cộng 7 bằng 56. 56 cộng 7 bằng 63. Rồi câu B thì chúng ta có dãy số nó ngược lại dãy số ở câu E. Các em viết ngược lại thôi. 70, 63. 70, 63. 56. 63, 56. 49. 42. 35. 28. 21. 14. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Các em điền số thích hợp vào mỗi ô trống. A. Thừa số. Thừa số tích. Tức là trong cùng một cột này. Để tìm tích thì các em lấy thừa số nhân với thừa số. Cụ thể để tìm số ở ô này thì các em lấy 7 nhân 3. 7 nhân 3 bằng 21. Các em điền vào ô trống này là số 21. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành câu A nhé. Rồi tiếp theo là các em lấy 7 này nhân 6 này bằng 42. 7 nhân 7 bằng 49. 7 nhân 8 bằng 56. Câu B. Số bị chia, số chia thương. Muốn tìm thương thì các em lấy số bị chia chia cho số chia. Rồi cụ thể số bị chia là 28. Số chia là 7. Muốn tìm thương thì các em lấy 28 chia 7. Để nhẩm 28 chia 7 thì các em sẽ nhẩm 7 nhân mấy bằng 28. À, 7 nhân 4 bằng 28. Tức là 28 chia 7 thì bằng 4. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành câu B nhé. Rồi tương tự chúng ta có 35 chia 7 bằng 5. 63 chia 7 bằng 9. 70 chia 7 bằng 10. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Một thanh tre dài 49 cm. Robot cắt thanh tre đó thành 7 đoạn dài bằng nhau. Tức là 49 cm này robot chia thành 7 đoạn bằng nhau. A.
hỏi mỗi đoạn che dài bao nhiêu cm? B. Nếu lấy 4 đoạn che đó xếp thành một hình vuông thì tổng độ dài các cạnh của hình vuông đó là bao nhiêu cm? Rồi, trước hết là chúng ta sẽ phân tích bài toán này như sau. Một thanh tre dài 49 cm mà robot cắt cái thanh tre này thành 7 đoạn. 7 đoạn dài bằng nhau. Có nghĩa là 49 cm này robot chia thành 7 phần bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn tre dài bao nhiêu cm, tức là mỗi phần này dài bao nhiêu cm. Ở đây các em sẽ lấy 49 chia cho 7. 49 cm chia đều thành 7 phần bằng nhau thì ta có phép chia là 49 chia cho 7 bằng 7. Như vậy là mỗi đoạn dài 7 cm. Rồi, tiếp theo là chúng ta phân tích câu B. Nếu lấy 4 đoạn tre đó xếp thành một hình vuông, xếp thành một hình vuông thì tổng độ dài các cạnh của hình vuông đó là bao nhiêu cm? À, mỗi đoạn này chúng ta vừa tính được là 7 cm, đúng không? Bây giờ các em tính tổng độ dài của 4 đoạn này, tức là các em lấy 7 cộng 7 cộng 7 cộng 7, hay nói cách khác là 7 cm được lấy 4 lần, đúng không? 7 cm được lấy 4 lần thì các em lấy 7 x 4 bằng 28 cm. Và các em lưu ý tổng độ dài 4 cạnh của hình vuông nó chính là chu vi của hình vuông. Nó chính là chu vi của hình vuông, sau này các em sẽ được học. Rồi, phân tích thì phân tích như vậy. Còn trình bày thì chúng ta sẽ trình bày như thế nào? Trước hết là các em làm câu E. Các em viết câu trả lời. Mỗi đoạn tre dài số cm là, như thầy giáo phân tích ở trên, các em lấy 49 chia 7 bằng 7 cm. Câu B. Tổng độ dài các cạnh của hình vuông đó là, như thầy giáo phân tích ở trên, các em lấy 7 x 4 bằng 28 cm. Và các em nhớ đáp số. A là 7 cm, B là 28 cm. Được chưa? Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Các em điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng vào các ô trống này. A. 7 x 5 so sánh với 7 x 9. Các em điền dấu nào trong 3 dấu này? Cách 1 là các em tính ra. Các em tính mỗi phép tính ra, xem kết quả bằng bao nhiêu. Sau đó là các em so sánh hai kết quả với nhau. Cách thứ hai không cần tính. Chúng ta có nhận xét hai cái phép tính này đều có một thừa số là 7. Vậy các em chỉ việc so sánh hai thừa số còn lại. Hai thừa số còn lại là 5 bé hơn 9. Vậy các em điền dấu bé hơn thôi. B. 7 x 6 so sánh với 6 x 7. Rồi các em lưu ý là 7 x 6 thì bằng 6 x 7. 2 x 10 thì bằng 10 x 2. 4 x 8 thì bằng 8 x 4. Được chưa? C. 7 x 4 so sánh với 6 x 4. Ta thấy 4 bằng 4. 7 lớn hơn 6. Vậy các em điền dấu lớn hơn.
Rồi bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Rồi nếu có thể thì các em hãy ủng hộ thầy giáo bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để giúp thầy giáo có thêm động lực chia sẻ các video tiếp theo. Xin chào và chúc em học tốt.